Một niệm hồi quang được sáng soi từ tuệ giác của thầy Thích Như Giải dẫn đạo. Chân lý biến cõi tạm thành ngàn hoa tịnh độ. Kiếp phù sinh xin cùng nhau dừng lại, một niệm hồi quang vạn sự an lành. Thanh hiếu cầu nguyện cho nhân thế bình yên an lạc. Đêm tĩnh lặng bầu trời thi vì quả tiếng côn trùng rạ rịch ở ngoài sân. Chợt tỉnh giấc nghe chuông chùa vang vọng, bỗng thấy hồn mình tan biển lâng lâng. Giữa khuya vắng vòng tri niệm lục từ Di Đà gõ nhịp giữa không. Trong khoảnh khắc thấy lòng mình như đã lặng hết mọi điều, nhẹ nhõm thanh trong. Là giả tạm thì có chi miên viên, nên nhủ lòng trọn vẹn với trần gian. Nếu mai kia ta có làm cây lạ mãi xanh tươi mát mẻ đến vô vàng, xin cầu nguyện chúc bình yên nhân thế, xả bỏ tình hiềm đố kỵ đùa ganh. Kiếp phù sinh xin cùng nhau dừng lại, một niềm hồi quang, một niềm hồi quang vạn sự an lành.